Vợ chồng Đan Nguyên đưa con trai về nước. Ca sĩ Đan Nguyên gây chú ý khi xuất hiện bên bà xã Duy Nhân và con trai ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trưa ngày 24 tháng 10, vợ Đan Nguyên, danh nhân Minh Thủy, vừa theo chồng về nước, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang mang tên con trai. Con trai Đan Nguyên ngồi xe đẩy từ hành lý đi cùng với ca sĩ, học trò của Đan Nguyên. Đan Nguyên âu yếm bề quý tử, chen giữa dòng người để ra xe về nhà. Nhóc tỷ hơn 2 tuổi có gương mặt rất rồng bồ, hiện tại bé sống ở Mỹ cùng với bố mẹ. Đan Nguyên vẫn đi đi về về giữa hai nước, vừa ở bên vợ con, vừa tranh thủ chạy show biểu diễn. Một số khán giả nhận ra gia đình, nam ca sĩ nổi tiếng ở sân bay. Con trai của Đan Nguyên được fan tặng quà. Vẻ đáng yêu của con trai Đan Nguyên khiến nhiều người phải xuýt xoa. Gia đình Đan Nguyên nán lại ở sân bay, chụp ảnh cùng người hâm mộ ít phút. Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1948 tại thị trấn. Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế năm 1998. Anh cùng mẹ và hai em gái, một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện Rover. Nơi sống đầu tiên của Đan Nguyên là quận Cam, California. Họ Nguyễn tên Đan nên anh lấy nghệ danh là Đan Nguyên, tên gọi thân mật là Đan. Hiện tại, Đan Nguyên thường xuyên góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại, cũng như lưu diễn ở Anh, Canada và Úc. Năm 2006, Đan Nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại và chiếm được tới 4 giải nhất, 1 giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ miền Bắc California tới miền Nam California. Trong lần gặp gỡ ca sĩ Trích Thủy Trang tại một đài nhạc hội ở San Diego, bang California, Đan Nguyên đã nhờ Fit đưa CD của Đan đến tận tay Trúc Hồ và Thi Vân, giám đốc trung tâm Asia. Hai ngày sau thì Đan Nguyên nhận được điện thoại của Trúc Hồ mời Đan Nguyên đến thư giọng. Đan Nguyên bay xuống ngay và sau đó được thầu thử với xin làm người xa lạ. Giọng ca đặc biệt ấy đã khiến trung tâm Asia chú ý và mời trình diễn trong chương trình Asia 55 hát với thần trượng Thu Hình vào mùa hè năm 2007. Trong lần đầu tiên xuất hiện đó, anh gây ấn tượng với khán giả khi song ca thành công cùng ca sĩ thật tượng âm nhạc của anh là Chế Linh, nhạc phẩm nổi tiếng Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Từ đó Đan Nguyên bước vào con đường ca hát và mau chóng chiếm được sự ái mộ của nhiều người. Đầu năm 2016, Đan Nguyên bắt đầu cộng tác với trung tâm Thủy Nga từ cuốn Paris by Night. Đan Nguyên được khán giả trong nước và hải ngoại biết đến như ngoại hình cơ bắp, chất giọng trầm buồn. Ngoài ca hát, Đan Nguyên cũng sáng tác nhạc. Một số sáng tác của anh là Một Lòng Yêu Em, Dòng Nhau Việt Nam, Cánh Diều Mưa. Năm 2018, Đan Nguyên vào vai chính Đan trong bộ phim Cánh Diều Mưa của đạo diễn Cửa Ngô. Trong phim này có hai MV là Cánh Diều Mưa và Đắp Mộ Cuộc Tình cũng do Đan Nguyên thể hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.